động đẹp nhất tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và hiệp 1 trận đấu giữa hai đội tuyển Việt Nam gặp Yemen đã được bắt đầu. Tưởng như thường lệ vẫn là mũi nhọn đá cao nhất của chúng ta, Phan Văn Đức. Vẫn là Phan Văn Đức. Rất cố gắng Công Phượng. Không kịp. Vị trí giữa Xuân Trường cũng như là Quang Hải đang là những vị trí linh hoạt. Có lẽ thể là thời điểm mà các cầu thủ chúng ta muốn tìm điểm yếu. Đó là một pha phạm lỗi rất rõ ràng của số 19 bên phía đội tuyển. Tôi vẫn và hy vọng sẽ có những điều tuyệt diệu đến với các cầu thủ chúng ta. Quả đá phạt của Xuân Trường. Cao như vậy ở trận đấu Iran thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng may thì đội hình xuất phát của đội tuyển Yemen chỉ có hai cầu thủ cao từ 1m80 mà thôi. Đang thi đấu cũng quá vội vàng và đang cố gắng để tìm ra điểm yếu của đối phương. Pha ngăn chặn thành công của Tiến Dũng. Để những pha tấn công quen thuộc ở bên trái sẽ trở lại. Quang Hải, Xuân Trường, bóng không tới được vị trí của Trọng Hoàng. Thực tế thì đội tuyển Việt Nam cũng không thể chơi với một cường độ cao với một tốc độ nhanh ngay từ đầu, bởi chúng ta vừa mới trải qua hai trận đấu rất mất sức. Đây là Phạm Văn Đức. Cú đẩy bóng cuối cùng hơi dài. Có thể là sau một quãng thời gian đầu thu mình thì đội bóng của chúng ta sẽ ý tưởng để vượt qua hậu vệ đối phương vừa rồi của Phạm Văn Đức là rất hay. Thêm một đường chuyền dài nữa của Xuân Trường, Công Phượng. À, lý do để huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng Xuân Trường, một cầu thủ có những pha chuyền bóng theo kiểu chém mù rất hay. Chính Xuân Trường là cầu thủ thực hiện quả đá phạt góc này dành cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta đang phải dùng rất nhiều những đường truyền qua lại từ các vị trí ở khu vực giữa sân. Với Công Hải. Cơ hội cho chúng ta, Quang Hải. Đường chuyền cho Công Phượng. Đội bàn áp sát rất nhanh nhưng bóng vẫn trong chân của Công Phượng. Vẫn là Công Phượng. Công Phượng. Không được. Trước đó thì chúng ta cũng có một quả đá phạt gần tương tự như thế này với người chuyền bóng là Xuân Trường. Bây giờ đến lượt Quang Hải. Vẫn là một pha bóng hơi cao. Đường chuyền của Quang Hải. Vẫn là cao thủ Iran có bóng. Nhưng trong tình huống này thì Iran đang chơi tương đối tự tin. Lỗi việt vị giữa các vị trí trên sân của đội tuyển Việt Nam. Cú đá phạt của Xuân Trường. Lần này là một pha băng ra chính xác của Đào Văn Lâm. Quỳnh Ngọc Hải. Một đường bóng bất ngờ lên dành cho Phan Văn Đức. Dứt điểm. Vẫn còn Hồng Duy. Phan Văn Đức. Khoảng trống đã xuất hiện. Đá phạt góc cho chúng ta. Những pha phối hợp mở cánh trái luôn là một trong những miếng tấn công. Và Văn Hậu đang là người tích cực di chuyển nhất. Vẫn luôn là những đường bóng cố định. Đưa bóng ở giữ đúng vị trí của mình. Pha chạm bóng tốt của Quang Hải. Hùng Dũng. Công Phượng. Trọng Hoàng đã di chuyển. Phan Văn Đức. Mũi nhọn đội tuyển Việt Nam. Những pha đi bóng như thế này của Công Phượng có lẽ đã bị bắt bài. Có lẽ đó là một tình huống mà Công Phượng và từng vị trí
đứng trước Lương Xuân Trường đều đang bị kèm chặt. Quang Hải không thể đến được vị trí của Phan Văn Đức với một cú bấm bóng của Quang Hải. Hồng Duy vẫn tiếp tục là Hồng Duy. Sau mỗi một tình huống xử lý của các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, chúng ta đều được nhận sự cổ vũ của các cổ động viên. Rất tốt, Quang Hải, Công Phước. Quả đá phạt cho đội tuyển Việt Nam. Và đây mới thực sự là một cơ hội tốt hơn dành cho đội bóng của chúng ta. Đội bạn hiểu đội tuyển của chúng ta có những cầu thủ xuất phạt tốt nên đã có phản ứng sau quyết định thổi phạt của ông Ahmed Ancap. Từ đầu trận đến giờ lại là Công Phượng bị phạm lỗi. Giống như trận chung kết, Xuân Trường, Quang Hải đều đang đứng trước quả đá phạt. Những hình ảnh gợi nhớ lại trận chung kết U23 châu Á. Dù đây là một quả đá phạt trách nhiều sang bên phía cánh phải và cũng ở khá xa khung thành đối phương. Như một chiếc lò xo để bây giờ anh bung lên và tỏa sáng với một cú đá không thể cản phá lập tung lưới của Yemen. Không phải là cầu vồng trong tuyết, nhưng tác phẩm này cũng là một đường cong mỹ miều và nó xứng đáng nhận điểm 10 của một ngôi sao ở một thời khắc cực kỳ quan trọng. Tình huống lên bóng nhanh của Yemen, nhưng đó là Đoàn Văn Hậu và đó là một chốt chặn mà chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng. Uống ít chạm và những pha di chuyển không bóng nhanh. Phan Văn Đức, Hồng Duy, Hồng Duy, tại sao lại không thực hiện một cú đá ngay? Xuân Trường đang có sự ứng phấn anh Khắc Cường ạ, và mọi chuyện đều có thể xảy ra đúng lúc và kịp thời từ phía ban huấn luyện. Nếu như đây là một cú dứt điểm ngay của Nguyễn Phong Hồng Duy sau cú đánh gót của Phan Văn Đức, có thể đã có một điều kỳ diệu xảy ra. Chúng ta cùng theo dõi lại pha phối hợp rất hay. Trọng Hoàng, Đặng Văn Lâm, chính xác. Vào vòng 18 của chúng ta còn rộng mở lớn hơn. Cú dứt gót tiếp theo của Phan Văn Đức, Hồng Duy. Cú đẩy bóng cuối cùng lại hơi lập bập. Ở thành phố online của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất để theo dõi hiệp đấu thứ hai, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Yemen trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vào đấu bảng của bảng D Asian Cup 2019. Hiệp đấu thứ hai vừa bắt đầu và trong hiệp đấu thứ hai, đội tuyển Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh. Cầu thủ vừa phá bóng lên là Bùi Tiến Dũng. Chúng ta Phan Văn Đức, Quang Hải cũng mở bóng nhanh sang bên phía cánh phải. Trọng Hoàng, Công Phượng. Phan Văn Đức đang di chuyển và Trọng Hoàng cũng đang di chuyển. Đường chuyền của Công Phượng rất cố gắng nhưng Phan Văn Đức không thể. Đây là Anmatari. Văn Lâm của Ansasi. Ansasi hướng xử lý khôn ngoan. Rất hợp lý, Hồng Duy. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng, Công Phượng. Cú đá rất nhanh. Vẫn còn Hùng Dũng. Thêm một cú dứt điểm nữa. Quang Hải rất chính xác đường truyền dành cho Phan Văn, đường truyền dành cho Tiến Linh. Trọng Hoàng không được
Một tình huống không thật hiểu ý nhau giữa Trọng Hoàng và Công Phượng. Và những khoảng trống dành cho đội tuyển Việt Nam ở trong hiệp 2 này rõ rệt hơn rất nhiều so với những khoảng trống mà chúng ta có trong hiệp 1. Một cơ hội dành cho Phan Văn Đức. Từ phía cao thủ chúng ta đã xuất hiện nhiều. Không vào. Đó là Ansorari. Khi chúng ta cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng thì có nghĩa là khung thành của chúng ta cũng phải đối diện thêm với những... Không có gì khó khăn. Ông Duy rất cố gắng. Tiến lên. Phan Văn Đức. Phan Văn Đức. Phan Văn Đức đã gỡ. Penalty dành cho đội tuyển Việt Nam. Một chiếc thẻ vàng cũng được rút ra ngay lập tức. Bóng quyền từ U23 châu Á cho đến Asian Cup. Và hãy cùng chờ đợi cách mà chúng ta kết thúc quả penalty này. Phải nói rằng ông Park Hang-seo đã rất dũng cảm khi quyết định đẩy một đội hình thiên về tấn công tiến về khung thành. Trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải đứng trước bóng ở trong cú đá penalty này. Tôi thấy là Quang Quế Ngọc Hải thậm chí đã bị bầm mắt. Lấy hết sự tập trung. Quang Hải vào. 2-0 cho đội tuyển Việt Nam rồi. Hải đang giang về cho chúng ta lợi thế dẫn bàn. Quang Hải và bây giờ là Quế Ngọc Hải với một sự lạnh lùng xuất sắc. Và cả hai đều đến từ những tình huống cố định. Một nhịp lừa thủ môn đối phương. Bóng về phía cột xa dành cho Đoàn Văn Hậu. Không được, nhưng vẫn còn. Để anh sẽ phối hợp với Phan Văn Đức. Trọng Hoàng đã bó vào trong. Và đó là một tình huống xử lý bình tĩnh của cầu thủ áo số 8. Rất hay pha cắt bóng như của một chuyên gia phòng ngự của cầu thủ tấn công xuất sắc Quang Hải. Công Phượng thì đè rất hay. Vẫn là Công Phượng. Hay rơi. Nhưng đẩy bóng cuối cùng lại hơi mạnh. Trên ứng dụng xem thể thao miễn phí VTV Sports của Đài Truyền hình Việt Nam. Văn Lâm. Không vào. Lý tương đối ngẫu hứng của Ansaruri. Sau một tình huống mà như thường lệ Văn Lâm đã lên hơi cao để có ý bắt bài đối phương. Mỗi một bàn thắng lúc này vô cùng quý giá. Vẫn còn Trọng Hoàng. Đường chuyền cho Tiến Linh. Quang Hải. Trọng Hoàng bất ngờ có một cơ hội và đường chuyền vào trong của anh là thuận lợi. Cố gắng vừa rồi đã khiến Quang Hải bị đau. Ông An Cap đã rút ra một chiếc thẻ vàng dành cho Công Phượng. Cố tình chơi xấu với Quang Hải. Đó rõ ràng là một pha cao chân thừa thãi. Quang Hải hay Minh Vương đây? Cú đá của Minh Vương. Rất tốt. Quả phát bóng lên cho đội tuyển Việt Nam của cao thủ Yemen đã giúp cho họ có được một cơ hội dành cho đồ. Đã chỉ tới phút thi đấu chính thức cuối cùng. Khó khăn một lần nữa qua đi.